Xét xử vụ Suzy bị quấy rối, người đàn ông từng bình luận khiếm nhã về Suzy tiếp tục hầu tòa. Tòa án tối cao Hàn Quốc nhận định người này xúc phạm và hạ thấp nữ diễn viên. Ngày 28 tháng 12, tờ Sport News đưa tin tòa án tối cao Hàn Quốc, chủ tọa Min Il-suk bác bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới VA. Một người đàn ông ở độ tuổi 40 và từng bình luận quấy rối nữ diễn viên Suzy. Tòa án tối cao cũng yêu cầu tòa án quận phía Bắc Seoul xem xét lại vụ án. Tháng 10 năm 2015, dưới một bài viết về Suzy, ông A bình luận, cô ta được truyền thông ưu ái quá mức, cô ta chỉ là một khách sạn quốc dân. Tới tháng 12 cùng năm, người này tiếp tục đưa ra bình luận khiếm nhã về nữ diễn viên kiêm ca sĩ. Trong quá trình xét xử, A giải thích bình luận của ông chỉ nhắm tới các công ty giải trí. Ở phiên tòa đầu tiên, những cụm từ ông A sử dụng như được đánh giá quá cao, khách sạn quốc dân, bộ phim thất bại, đồ bỏ đi được coi là từ ngữ xúc phạm Suzy. Do đó, A bị phạt 1 triệu won, khoảng 786 đô la USD. Tuy nhiên, phiên tòa thứ hai đã đảo ngược phán quyết và tuyên bố tráng án cho A. Tới 28 tháng 12, tòa án tối cao bác bỏ phán quyết và gửi vụ việc trở lại tòa án cấp dưới. Tòa án tối cao tuyên bố, cụm từ khách sạn quốc dân là cách hạ thấp Suzy như đối tượng tình dục. Đây có thể là một biểu hiện khinh thường và hạ thấp hình ảnh xã hội của Suzy. Không thể biện minh cho hành động đó được vì nó không phải chỉ trích chính đáng. Suzy sinh năm 1994, ra mắt trong nhóm nhạc Miss A vào năm 2010. Sau đó, cô nổi tiếng với hình tượng mối tình đầu qua bộ phim Architecture 101. Từ đó, nữ ca sĩ được mệnh danh tình đầu quốc dân. Hiện, Suzy tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.